Bạn xỏ qua lăng xe thôi. Đó, một cái nè. Mình trải nghiệm câu cách này là rồi các bạn à, mình thấy nó hiệu quả cao lắm, thiệt luôn á. Hiệu quả đạt tới 100% luôn. Thay đi, rất ok các bạn. Đó. Như vậy là xong cái bốn lưỡi. Đó nè. Các bạn thường nói là móc một hạt thôi là ok rồi. Nhưng mà theo mình nghĩ á, mình thì dùng cách móc nhiều hạt xốp. Mình thấy nó hiệu quả cao lắm các bạn nè. Dính toàn có to thôi. Chứ có nhỏ ít cái kia dính lắm. Dính mà ít lắm các bạn à. Đó. Móc bốn hạt hạt như thế này nha các bạn. Hello. Xin chào 500 em đến với channel Câu Cá Là Đam Mê của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách buộc lưỡi câu lăng xê và cách móc hạt xốp chuẩn câu cá hiệu quả cho mùa mưa nha các bạn. Đó, hiện tại thì ngoài kia trời đang mưa các bạn nè. Đó không? Ngoài kia trời đang mưa kìa. Đó. Đây hiện tại là mình đang có ba cái bơm lăng xê độ. Đây. Đây 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 là cái bơm, cái là cái lăng xê mình mua. Và đây là cái lăng xê mình tự làm nha các bạn. Đó. Lăng xê của mình tự làm nha. Đây nè. Đây là cái mình tự làm nè. Đó. Còn đây là cái mua. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn buộc lưỡi câu như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao nhất có thể. Hiện tại trên tay mình đang có là hai hộp lưỡi câu. Một hộp lưỡi câu số 7 và một hộp câu số 8. Thì bên ngoài đây là số 5 và số 6. Nhưng mà đây chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Đó, mình dùng cái loại lưỡi câu Super Chino như thế này. Nó có hai size nha bạn. Size số 7 và size số 8. Đó. Đây 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 là cái lưỡi câu số 7. Đó. Và còn đây là cái lưỡi câu số 8. Nè. Câu số 8 nó to hơn cái lưỡi câu số 7 một chút. Đây là cái lưỡi số 8. Và còn đây. Đây là cái lưỡi số 7. Bạn thấy hai hai cái lưỡi nó chênh lệch nó không có chênh lệch nhau chút nào hết. Nó cũng tương tự với nhau thôi. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta buộc cái lưỡi câu này nha các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang câu cái lưỡi câu số 7. Lưỡi câu Super Chino số 7 và số 8. Cả hai size câu lược với nhau luôn. Tại vì hai cái size này nó cũng bằng nhau thôi chứ không có chênh lệch gì quá nhiều. Nên các bạn câu cá bây giờ là dùng lưỡi câu càng to càng tốt để chúng ta bắt cá to thôi. Chứ cái nhỏ chúng ta ít bắt lắm. Mình không bắt cá nhỏ nữa, bắt cầu thả nó cũng vậy thôi đó. Nên mình sẽ dùng cái lưỡi câu Chino số 7 và số 8 kết hợp với nhau luôn. Đây, bây giờ các bạn chuẩn bị mình một cuộn dây dù loại cước đó, dây 0.30 mm như thế này nè. Đó, đây là loại 24 kg 50 m 53 lb. Đó, cọng dây này nó có màu hồng nha các bạn. Đó, màu trắng hồng. Các bạn mà dùng lại dây to hơn nữa cũng được, càng tốt. Dây khoảng dây 35 còn tốt, 40 còn tốt. Đó, cái đó đi người bạn câu xong. Còn này là mình câu ở trong cái hồ hồ đập tự nhiên. Đó, mình sẽ dùng cái cọng dây nhỏ này các bạn. Đó. Thì các bạn cũng tương tự, các bạn đo và cắt cho mình 22 cm. Là hơn một gang như thế này nè. Đó. Rồi các bạn dùng hột quẹt nè, bằng đốt cho mình. Đấy. Đốt. Bây giờ các bạn nên câu 4 lưỡi thôi, chứ không có câu nhiều nha các bạn. Câu 4 lưỡi là các bạn câu lăng xê là
dính cá là siêu hiệu quả nhất luôn có thể luôn á. Bao dính cá cho các bạn luôn. Cá mà nó nhát lắm rồi. Thời bữa bây giờ người ta giăng lưới và kích điện nhiều quá, khiến cho việc câu cá nó khó. Nên chúng ta hạn chế dùng lửa câu càng nhiều càng tốt. Đó, hạn chế lại càng tốt nha các bạn, chứ không có vấn đề gì hết. Đó, mình đã bớt đốt 6 cộng à. Và các bạn nhập lại như vậy nè. Các bạn dùng cái loại đô vậy luôn. Đó, dùng cái dù đô vậy luôn. Bạn nhập lại, khúc lại cho mình. Đó, như vậy nè. Đó, như thế này nè. Các bạn đốt. Rồi, và mở ra, bạn cứ đo theo như vậy nè. Làm cái này để là làm dây trục của các bạn. Làm dây trục thì cho nó tương đối là nó chắc chắn chút, để tránh tình trạng mà khi chúng ta câu cá lên nó bị va vào cây góc độ á, nó đỡ bị đứt, đỡ bị mắc cá, đỡ tiếc cho chúng ta các bạn. Đó, đây là dây trục để qua bên. Còn đây là dây để mà buộc lưỡi câu lăn xê. Đó, đây là có ba cái bơm lăn xê độ. Thì cách buộc của mình thì các bạn cũng biết rồi. Đó, các bạn dùng cái lưỡi câu chino số 7. Đó, các bạn để như thế này. Đó, các bạn xỏ qua cái lỗ này. Đó, qua cái lỗ như thế này. Để xem kênh nó coi có đúng không. Đúng rồi. Đó, các bạn để cái cộng lên nè, để mình lấy nét ra cho nó rõ chút. Rồi, nét rồi. Đây. Nè. Rõ băng luôn. Đó, bằng xỏ qua cái đầu lỗ nè. Cái này nè các bạn đặt lên đây. Nhớ là đặt vừa vừa thôi, đừng cho nó ấy quá. Đó, các bạn quắn nè. 6 vòng. 1 2 3 4 5 6. Các bạn dùng ngón tay này bằng giữ ở đây nè, bằng cầm ở đầu dây này bằng kéo nè. Đó, kéo nè, xỏ ở dưới đít nè, xỏ dưới cái lỗ này thôi lên nè. Đó, bạn đặt câu lên nè, bạn cầm cọng dây nè, các bạn kéo ra nè, các bạn quắn 6 vòng, 2, 3, 4, 5, 6, bạn giữ lại, bạn cầm cái đầu lưỡi câu nè, bạn kéo, đó, sau đó các bạn nhập hai cái câu lại, bạn siết, cho nó chặt, các bạn, đấy, các bạn thấy không, nè, dưới đây nó đã vô cho phần nè, đã vô cái lỗ này rồi nè, và bên đây vậy luôn nè, đã vô được cái đầu lỗ nè các bạn nè. Nó bên đây nó cũng vậy luôn nè. Phần dư này các bạn dùng quẹt bạn đốt đi, khi các bạn kéo cá lên á, nó không có sợ bị mắc cá, bị tuột dây. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Đấy, vẫn có tự các bạn làm cái chùm tiếp theo. Rất dễ làm các bạn, dễ lắm, không có mất nhiều thời gian cho các bạn, do mình hướng dẫn cho các bạn nó mất thời gian thôi, chứ các bạn làm nó nhanh lắm, bạn làm quen rồi á, nhanh lắm thiệt luôn. Đó, cầm kéo thôi. Đó, rồi xong rồi thì cầm cái đầu này nè, lấy lưỡi câu tiếp theo nè, bạn xỏ từ bên ngoài thổi vô. Đó, thổi bên ngoài thổi vô. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Thổi vô và quay sống lưng lên, đặt lên đây. Rất là dễ các bạn. Đó nè, lúc nó mất cái chỗ mà mình hướng dẫn, thông cảm bạn cho mình nha. Đó, bạn kéo thôi. Mình làm hai cái nó chất bớt rồi.
nó không có đi đúng hướng rồi, không sao hết, kệ, vẫn ok. Rồi các bạn nhớ là nhập hai cái đứa con này lại, để bằng cũng được hay để sau lê cũng được, để kiểu nào cũng được hết, mình sẽ để bằng nha. Nhớ là buộc cái đầu mối này ấy, cho nó vừa đủ thôi, đừng nên buộc quá dư quá sẽ mất đi khúc dây của ta. Dây thừa mất à, trời mưa quá các bạn, ở lúc có khi nói nó không nghe để nghe được rõ đấy. Giờ là móc vào trong cái lăng xe thôi, bạn xỏ qua lăng xe thôi. Đó, một cái nè. Mình trải nghiệm câu cách này là rồi các bạn à, mình thấy nó hiệu quả cao lắm, thiệt luôn á. Hiệu quả đạt tới 100% luôn. Thay rất ok các bạn, đó. Như vậy là xong cái bốn lưỡi. Xong cái lưỡi câu bốn lưỡi. Đó. Còn về mà buộc trục á, đây các bạn dùng hai đầu dây các bạn nhập lại cho mình, nhập lại mình làm chi tiết hơn nha. Để cho nó giữ lại. Đó, một cái đầu nối nha, để nó giữ lại. Bạn xỏ qua cái lỗ này. Đấy, dễ lắm các bạn nè, không có gì khó hết nè. Các bạn vòng cho mình một vòng. Đó, dễ chưa. Nhỏ lại, các bạn quắn 3-4 nụt. 1 nè, 2 nè, 3 nụt nha các bạn. Bạn cầm cái đầu con dây này nè. Đó, bạn cầm cái đầu con dây này. Bạn kéo. Đó, xích vô. Cầm đầu này nữa, xích vô nữa. Đó nè. Đó, xích chặt lại. Mạnh vô. Rồi. Vậy thì chờ Tết năm sau nó tuột nha các bạn. Đó. Còn cái phần này á nè, dễ lắm. Các bạn nhập lại, các bạn buộc lại và chỉ là móc vô cái đầu là cái mani thôi. Móc câu vào cục chì chúng ta câu thôi. Đó nè. Đó, đơn giản thôi. Chơi cộng dây đôi gì luôn. Đó. Còn về phần khúc giữa này các bạn thêm một nụt nữa cho mình để cho nó hai cái đầu nó khỏi bị bung ra bung vô. Đó nè, nụt buộc mấy nụt luôn cho không bị buông ra buông vô. Mặc dù nó hơi xó một tí nhưng mà nó rất là hiệu quả, rất là trâu bò, rất là ok nha các bạn, không bị sợ tuột nha. Còn về phần dư này các bạn dùng quạt đốt cho mình. Đó, rồi, xong. Hoàn thành cái bộ lăng xê. Đây là dây trục nha các bạn, để tránh nó chặn người ta quăng nó bị bẻ mồi. Đó. Xong rồi đó. Có ngay cái bộ lăng xê bốn lưỡi nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc hạt xốp nha. Hướng dẫn mà bạn móc hạt xốp để chuẩn cá nhân trước nha các bạn. Đây là xốp cho các bạn, bỏ trong cái hộp đựng đèn pin như thế này nè. Đó. Đây. Đây là cái hạt xốp nha các bạn. Đó,
đây là cái hạt xốp nhỏ nha các bạn, chứ không phải hạt xốp to nha. Đó, hạt xốp nhỏ. Rồi các bạn tiến hành lấy cái lưỡi câu và móc bất kỳ hạt xốp, móc vô đó nè. Các bạn thường nói là móc một hạt thôi là ok rồi, nhưng mà theo mình nghĩ á, mình sử dụng cách móc nhiều hạt xốp mình thấy nó hiệu quả cao lắm các bạn nè. À, dính toàn có to thôi chứ có nhỏ ít, cái kia dính lắm, dính mà ít lắm các bạn. À đó, móc bốn hạt như thế này nha các bạn, vô trong cái lưỡi câu của chúng ta. Cái này là thay thế cho các bạn câu bô ly á, câu lưỡi câu bô ly á, bô ly nổi á. Đó, bạn móc nhiều xốp vậy chúng câu ta nổi lên đó, cá tới đang hút vô dễ dính lắm các bạn. À, dễ lên hàng lắm, tỷ lệ lên cá tới 100, đặt 100% luôn, mình trải nghiệm rồi đó, mình thấy này nó hiệu quả, mình nên mình quyết định mình chia sẻ cho các bạn đó nè. Đó, gì chỉ vậy thôi, phần nữa làm cho cá ta đỡ nhát á. Nó bóc hết vô bốn lưỡi luôn. Các bạn bóp mồi rồi á, không 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 cần ghim lưỡi vô trong câu con mồi cũng được, cứ thế mà móc bóp mồi vô rồi quăng nó thôi, không cần ghim lưỡi câu vô trong con mồi luôn đó, nó hiệu quả cực kỳ cao luôn. Đó, à, còn lưỡi nữa, hết bốn lưỡi luôn chứ. Cái cách mà mình buộc lưỡi câu và cách mình mà cá xốp này là câu cá câu lăn xê đạt hiệu quả cao nhất có thể nha các bạn. Đó, mình đã thử nghiệm rồi và đã thành công. Các bạn cùng với mình thử nghiệm cái cách này nha các bạn. Nè, lăn xê bốn lưỡi, chục và cái hạt xốp chuẩn nhất 2020 trong mùa mưa rất hiệu quả cao nha các bạn. Các bạn rồi, ok các bạn nha. Hôm nay mình có một tí ít kinh nghiệm, mình đã trải nghiệm và mình đã thành công, nên biết như vậy là quyết định mình chia sẻ cho các bạn cái này, để cho các bạn cùng anh em cùng với nhau lên cá chung trong chung niềm đam mê nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nếu thấy video này của mình hay, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn, giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.